Thưa quý vị, góp mặt trong đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 là đội Anh và đội Ba Lan. Được biết, hai đội này đã từng đạt thứ hạng cao tại các kỳ DIFF vào những năm trước. Năm nay trở lại với cuộc thi, hai đội đang chuẩn bị phần thi của mình một cách kỹ lưỡng để góp phần vào thành công chung của lễ hội. Trở lại mùa DIFF năm nay, đương kim Á quân Byrostep Firework đến từ Vương quốc Anh đã dành quyết tâm cao và sự chuẩn bị thật kỹ càng, tận dụng triệt để những thế mạnh vốn có để phô diễn nghệ thuật ánh sáng với chủ đề Thắp sáng thế giới, kể về sự kiên cường của nhân loại khi vượt qua đại dịch COVID-19. Những bức họa ánh sáng năm nay sẽ có thiết kế khác biệt, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, kết hợp với playlist đậm tính biểu cảm như bản ballad âm hưởng. Đến với DIFF năm nay, chúng tôi biết được sẽ có nhiều tên tuổi lớn tham gia và chúng tôi luôn coi DIFF là một cuộc thi rất cạnh tranh. Và chúng tôi đã đặt nhiều nỗ lực vào cuộc thi lần này để đem được nhiều cảm xúc cho khán giả. Và hy vọng trong phần thi của chúng tôi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để chúng tôi đảm bảo được phần trình diễn pháo hoa tốt nhất. Đội Ba Lan cũng không kém cạnh khi xuyên suốt 6 phần câu chuyện của màn pháo hoa chỉ sử dụng âm nhạc của nhà sản xuất True Ways, nổi tiếng với những sản phẩm âm nhạc quảng cáo, phim bom tấn và game. Đặc biệt với chủ đề Rồng pháo hoa, đội Ba Lan sẽ vẽ trên sân khấu bên sông Hàn bằng một phiên bản nhiều tầng ý nghĩa và hấp dẫn hơn khi đưa rồng về với bầu trời Đà Nẵng. Lý do chúng tôi lựa chọn biểu tượng con rồng bởi vì chúng tôi muốn thể hiện sự uy quyền cũng như sức mạnh trong màn trình diễn và chúng tôi muốn truyền tải những nét văn hóa của những nước nằm trong khu vực Đông Nam Á đến với cuộc thi, tạo sự gần gũi với các quốc gia này, đúng với chủ đề của DIFF năm nay là Thế giới không khoảng cách. Ngày 24 tháng 6 là đêm cuối cùng của 8 đội dự thi. Từ đây, ban giám khảo sẽ chọn ra hai đội có điểm số cao nhất vào dự thi chung kết vào ngày 8 tháng 7. Trong 3 đêm thi vừa qua, những màn trình diễn của 6 đội thi đã nhận được đánh giá cao của người dân, du khách. Tôi đánh giá là hai đội Anh, Ba Lan rất tốt. Hai đội đều có quyết tâm chiến thắng và chắc chắn sẽ đem đến những màn trình diễn bùng nổ, góp phần đem lại tiếng vang cho DIFF lần này. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đã đi được hơn 2/3 chặng đường. Đêm thi thứ tư với chủ đề chung, vũ điệu của thiên nhiên của hai đội Anh và Ba Lan, hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa người dân, du khách thăng hoa bằng ánh sáng, âm nhạc và những câu chuyện đầy cảm xúc.